Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một add-on mới vừa được chuyển thành miễn phí cho người sử dụng Blender. Đó là add-on Sim Skies. Mình cùng xem add-on này có gì hay ho nhé. Thì đây là trang chủ của add-on Sim Skies. cgchan.com gạch chéo sim skies. Các bạn có thể vào đây để download. Thì hiện tại add-on này hỗ trợ đến phiên bản Blender 2.79, rất tiếc là chưa có bản 2.8 để mình có thể test trên bản 2.8, nhưng không sao, bản 2.79 là bản phổ biến nhất hiện tại. Thì nhìn qua mặt bằng chung thì add-on Sim Skies này sẽ sử dụng khá nhiều cho việc trình diễn các phong cảnh hay là kiến trúc nội ngoại thất mà cần cảnh ảnh HDR. Các bạn có thể thấy khá giống Pro Lighting Sky của Blender Guru. Thì trên trang web này có ghi là đây là một add-on miễn phí. Mình có thể tự điều chỉnh thêm bớt hệ thống ảnh HDRI của mình, có thể xoay điều chỉnh hướng ánh sáng, có thể xuất Q Maps, thay đổi màu sắc, có thể update version mới. Ở dưới này sẽ có một số bộ sưu tập ảnh, hình như ở đây hiện tại chỉ có hai thôi, hai bộ sưu tập ảnh free ở độ phân giải 4K. Mình nghĩ ở đây là độ phân giải 4K là có thể sử dụng yên tâm rồi, cũng chưa cần lên 8K lắm. Đây là một ví dụ về thay đổi màu sắc của add-on trông khá là ấn tượng. Đây là một cái so sánh add-on Sim Skies và sử dụng HDRI thông thường. Mặt trời đây trông nét hơn, còn phía bên phải có nhiều flare. Ánh sáng sẽ trông sạch hơn, chỉ có quầng sáng của nhiệt độ thôi, áp suất thôi. Khá là hay, Sim Skies HDR thấp hơn, dung lượng thấp hơn đối với HDR thông thường, do đó có vẻ bộ nhớ sẽ sử dụng thấp hơn. Có thể thay đổi mức độ sáng tối, độ phơi sáng. Ok, bây giờ mình sẽ tải thử và sử dụng trong Blender xem sao. Download mình sẽ đây OE. Bật Blender, chuyển sang chế độ Cycles Blender. Mình sẽ vào File User Preference, chính tắt là Control Nano. Mình sẽ cài đặt add-on Sim Sky. Ok, bấm. Thì trong này các bạn có thể thấy sau khi cài đặt xong thì có sẽ phím tắt trực tiếp để đến trang chủ, hoặc là check version mới. Còn data folder này sẽ là đường dẫn lưu các file HDRI của các bạn. Các bạn lưu tập trung vào đâu thì sẽ paste lại đường dẫn vào đây. Ok, reset. Sau khi thêm thì Sim Sky sẽ có dạng như này. Các bạn bấm vào List Install Collections
để check lại các HTRI mình đã thêm. Bây giờ thí dụ mình vào một bộ sưu tập mình đã tải về, có vẻ lát hơi lâu. À, user since skies, mình sẽ check lại của mình có chưa. À, của mình có sample thôi. Mình đã tải hai bộ sưu tập kia về và mình sẽ copy theo cái đường dẫn đó. Ctrl C. Users SceneSky, Ctrl V. Ok. Vậy là ảnh đã được góp vào trong. Có rất nhiều ảnh. Mình sẽ chọn đại một lần. Set sky. Ship set preview. Đây các bạn có thể thấy ảnh HDR độ phân giải 4K. Miễn phí. Ở mức này mình nghĩ là ổn để sử dụng rồi. Các bạn có thể hoàn toàn có thể trả phí để tải các bản độ phân giải cao hơn. 8K, 12K, 16K chỉ với 17 đô, mình nghĩ là hợp lý. Color tricking, và đây các bạn có thể thay đổi màu sắc này. Mặt trời, áp suất, mây và bề mặt. Bề mặt có lẽ là phần đất ở dưới này. Mặt trời thì có thể thay đổi độ sáng tối đây. 5 1. Thì bấm thử random. Các bạn hoàn có thể quay lại giá trị ban đầu, reset sun. Có thể quay điều chỉnh hướng sáng. Các bạn có thể thấy khối cube ở đây để thấy hướng sáng nó đã thay đổi. Đó. Mình thay thử khối cúp này bằng UV sphere. Smooth. Sử dụng glossy. Ok. Đây các bạn có thể thấy. Add-on Scene Sky sẽ xuất hiện ở mục World. Các bạn chú ý nhé. Để xoay thử. Phản xạ sẽ thay đổi theo luôn. Thay đổi áp suất này. Random. À, bầu trời khá đẹp mắt. Cloud. Surface. Khá là hay ho. Thì thay đổi thử một màu khác xem sao. Set sky. Thực sự rất là nhanh. Mình nghĩ với add-on này thì preview rất là nhanh. Bộ nhớ sử dụng hiện tại chỉ gần 500 MB thôi. Và mình sử dụng card GTX 1060. Đây là một add-on mình nghĩ là mình sẽ sử dụng trong series ứng dụng render kiến trúc. Để lên ảnh ngoại thất. Nội thất mình có thể mình cũng sẽ sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.